cho các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để cho bạn cầm cái điện thoại á, mà các bạn đi trên đường hay là đi trên xe mà các bạn không thể nào cầm cái điện thoại các bạn quay như thế này á, thì các bạn áp dụng cái mẹo này rất là hay luôn, bảo đảm cho các bạn là sẽ không có bị rớt bởi cái điện thoại của mình ha, khi mà mình không thể nào cầm được cái điện thoại thì áp dụng theo cái cách này nha. Rồi bây giờ để mà mình không cần phải cầm điện thoại quay á, thì mình tháo gấp lưng ra như thế này, sau đó mình sẽ để gấp lưng này, mình để gấp lưng này, mình để vào trong người mình ha. Đó, mình để vào trong áo như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ gắn cái lưng lại nha. Nếu mà mình muốn quay màn hình trước á, thì mình xem màn hình trước lại. Còn nếu mà muốn quay màn hình sau á, thì mình sẽ quay ngược cái điện thoại lại như thế này. Rồi, sau đó mình gắn lại. Đây mọi người. Các bạn thấy không? Cứng lắm. Cực kỳ là nó up lên nó bóp á, thì nó sẽ dính cứng như vậy nha, thì sẽ không có thể nào mà gớt được đâu nha. Đây, thì cách này là khi các bạn đi trên đường, các bạn đi đâu cũng được chứ, các bạn làm gì cũng được nha, thì hai tay các bạn không cần phải cầm cái điện thoại nha, thì nó sẽ dính ở trên người mình như thế này luôn. Thì các bạn đi xe hay là đi bộ cũng vậy, thì các bạn vẫn quay được bình thường ha, không có bị gớt điện thoại luôn ha, thì tay mình vẫn có thể làm những cái vlog như những cái khác được và sẽ không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi thì đây chính là một cái mẹo để cho mình có thể cầm cái máy quay phim, cái điện thoại để mình quay phim mà không cần phải cầm bằng tay, mà mình áp dụng cái mẹo này để mình thấy quay được và đôi tay mình có thể làm được những cái việc khác, quay những cái vlog này kia ha. Rồi mình hy vọng cái mẹo này sẽ hữu ích cho các bạn nha, hy vọng cái video này sẽ gửi đến được cho tất cả đến mọi người. Rồi video mình chia sẻ đến đây hết rồi, nếu mà cảm thấy video mình hay và hỗ trợ bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để một kênh mình thêm phát triển bạn nhé.